Nam mô Buddhaya. Dạ con xin trước một phút. Nam mô Buddhaya, đây là chương trình Phật pháp Buddhadhamma trên phao thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2018 Phật lịch 2561. Đề tài hôm nay là giáo trình tăng chi bộ chương 10, 10 pháp phẩm mắng nhiếc, bài số 47. Pahali sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền.
chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử, tu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Buddhaya, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Sau đây, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đồng học tử. Kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này vốn phức tạp, có người hành thiện, có người hành bất thiện, có người làm điều tốt, người làm điều xấu, người sống hạnh phúc, người sống trong đau khổ. Cái sự chênh lệch đó gọi là smart chân gia đó. Và với smart chân gia nó do đâu mà có? Ở đây thứ gì? Ở chính do những cái yếu tố như là căn thiện, căn bất thiện, thiện trí và có trí, hoặc là cái khuynh hướng quân tập ở trong quá khứ vừa thường cận ý duyên, và chính vì chỗ đó, cái nguyên nhân này, chính do căn bất thiện mà đã khiến cho hành động bất thiện là hành động ác, khiến cho căn thiện, cái căn thiện vô thâu sân si thì nó trợ duyên cho cái việc hành động thiện. Có trí không có trí, người có sự khéo tác ý thì làm thiện, còn người không có khéo tác ý thì họ làm cái điều ác. Còn cái sự quân tập gọi là cái tập khí, cái tập khí ở trong quá khứ, cái khuynh hướng tà đó, tà tâm, cái hướng tà tâm gọi là mitra,
bên đi tầng thì tầng. Cho nên cái chúng sanh đó mới làm điều ác. Còn đối với chúng sanh mà có cái khuynh hướng chân chánh đó, samma pani tăng chỉ tăng, thì sẽ làm được tốt. Đây là câu hỏi của ông Hoàng Mahali. Là người Lý Châu Huy đã hỏi Đức Phật, và Đức Phật Ngài đã nêu rõ năm cái nguyên nhân làm thiện, năm nguyên nhân tạo cái vị ác. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài học này qua cái sự giảng giải của Đại Đức Pháp Tính Vị Giảng Sư ngày thứ sáu. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, sau đó cung tỉnh Đức Pháp Tính giảng cho bài học năm mùa của thầy. Nam mô Buddhaya, chúng con kính tri ân thượng tọa Tế Siêu. Sau đây con xin đọc bài chánh kinh ngày hôm nay. Bài học hôm nay là giáo trình Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 10, 10 pháp. Phẩm Mắng Nhiếc, bài số 47. Mahali. Một thời Thế Tôn trú ở Visali tại Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóng nhọn. Rồi Mahali người Likhavi đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên. Mahali người Likhavi rầu y bạch Thế Tôn, thưa bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, do ác nghiệp làm, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Ba Hà Lý, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Ma Ha Lý, do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Do nhân si, do duyên si, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Ma Ha Lý, do nhân phi như lý tác ý, do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Ma Ha Lý, do nhân tâm tà hướng, do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Ma La Hi, đây là nhân, đây là duyên, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, do nghiệp thiện được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Ma Ha Lý, do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Ma Ha Lý, do nhân vô sân, do duyên vô sân, do nhân vô si, do nhân vô, do nhân vô si, do nhân được lý tác ý, do nhân được lý tác ý, do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Ma La Hi, đây là nhân, đây là duyên, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Và này Ma La Hi, nếu mười pháp này không được thực hiện ở đời, thời đây không có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành hay pháp hành bình đẳng hành. Vì rằng này Ma La Hi, mười pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây có lời tuyên bố
về phi pháp hành, bất hạnh đẳng hành hay pháp hành bình đẳng hành. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con ngài xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu nội rộng. Con ngài xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng. Cùng Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam thính nữ. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái bài học ở trong phẩm Mắng Nhiếc. Và bài học này thì nói về một vị tôn giả Mahali, người Đức Cha Quy. Vị tôn giả Mahali này đã đi đến để mà gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật là do cái nhân gì, do cái duyên gì mà ác nghiệp được làm, rồi ác nghiệp được tiếp tục làm. Tôn giả Mahali đã hỏi thêm là do nhân gì, do duyên gì thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Khi mà được hỏi như vậy đó, thì Đức Phật đã trả lời cho tôn giả Mahali nghe là do nhân tham, là do duyên tham, là rồi do nhân sân, do duyên sân, là do nhân si, do duyên si, do nhân phi như lý tác ý, do duyên phi như lý tác ý, là do tâm tà kiến và do duyên tâm tà kiến nên những ác nghiệp là được làm và tiếp tục được làm. Rồi kế tiếp thì đến cái phần mà thiện ấy, thì là do vô tham, vô sân, vô si, như lý tác ý và thiện tâm. Thành ra những cái thiện nghiệp được làm, rồi những cái thiện nghiệp được tiếp tục làm. Rồi sau đó Đức Phật đã kết luận lại là do 10 cái pháp này không thực hiện hữu ở đời. Nếu mà không thực hiện hữu ở đời đó, thì coi như là nó sẽ dẫn đến phi pháp hành, bất bình đẳng hành. Còn nếu mà hiện hữu ở đời thì coi như là có phi bất pháp hành và bất bình đẳng hành. Thì đó là chúng tôi tóm tắt lại ở trong cái phần chánh văn. Thì quý vị thấy rằng qua cái phần chánh văn đã đưa lên cái gì? Đức Phật ngài đã thuyết giảng cho tôn giả Mahali nghe ở trong cái cuộc đời này là cái chuyện mà công bằng và không công bằng, hoặc là con người có hạnh phúc và đau khổ thì là do cái duyên nghiệp, cái duyên nghiệp của con người làm. Thì do đó chúng ta mới hiểu được rằng là không phải
là tự nhiên mà có, giống như là những cái thuyết ở ngoại đạo là người ta cho rằng là có một cái vị thượng đế hay là một cái vị Đức Chúa Trời đã sắp đặt ra sẵn là con người như thế này, con người như thế kia. Thì thật sự ra đó, ở trong cái bài học này đó, nếu mà chúng ta hình dung là vào tổng quát ở trong cái bài học, thì chúng ta thấy rằng do nhân thiện cho quả thiện, là nhân xấu cho quả khổ. Đó là có nghĩa là chúng ta thành tựu là do cái gì quý vị? Do cái nghiệp thiện hoặc là cái nghiệp bất thiện mà mình đã tạo ra. Vậy thì ở trong đây đó, chúng ta thấy rằng là có 5 cái cặp phạm trù. Thứ nhất là tham và vô tham. Thứ hai, sân và vô sân. Thứ ba, si và vô si. Thứ tư, phi như lý tác ý và như lý tác ý. Thứ năm là tà tâm và chánh tâm. Đó, thì 5 cái cặp phạm trù này nó đã hình thành nên cái sự hạnh phúc hay là đau khổ mà chúng ta thường được gọi là chúng sanh đó hạnh phúc hoặc là chúng sanh đó bị đau khổ. Vậy thì thứ nhất á, như thế nào là tham, là như thế nào là tham, là ác nghiệp là được làm hoặc là ác nghiệp là được tiếp tục làm. Có nghĩa là lúc bấy giờ á, là cái tâm của một chúng sanh nào đó là bị dính mắc với một cái điều gì đó, dính mắc với, ví dụ như thấy rằng có những người người ta dính mắc với tham ái, thành ra người ta dẫn đến làm những cái bất thiện nghiệp. Nhưng mà ở đây á, là chúng ta nên nhớ rằng là cái gốc của nó là tham và vô tham. Đối với cái gì quý vị? Đối với cảnh. Nhắc đến đây thì chúng tôi nhớ có những vị là thí dụ như trong cái trường hợp mà quý vị thấy rằng đối với thanh niên nan đá, khi mà gặp cái vị tỳ khu Upalakwana đã có cái tâm thương thầm cái vị tỳ khu này, vị tỳ khu ni này hồi lâu rồi. Rồi bây giờ đã biết được vị tỳ kheo ni này đã sống một mình ở trong rừng, thành ra đã sanh cái tâm làm cái chuyện bậy, tồi bại với cái vị thánh tỳ kheo ni này. Thành ra sau khi làm xong cái việc đó thì coi như là bị đất rút, rơi vào địa ngục, rơi vào khổ cảnh. Còn đối với ngược lại đó, thì quý vị thấy rằng cũng có những người, người ta khởi cái tham, nhưng mà người ta kịp thời rút lại. Cũng như trong một cái trường hợp mà có một cái vị cũng là tỳ kheo ni, khi mà chứng quả A-na-hàm rồi, thì cái vị tỳ kheo ni này đã hành đạo ở trong rừng. Rồi lúc bấy giờ cũng gặp một chàng thanh niên kia đã có cái tâm cũng như là nhìn thấy cái sắc đẹp của vị tỳ kheo ni này nên đã dính mắt. Khi mà dính mắt rồi á, thì cái chàng thanh niên đó mới lại là xin làm cái chuyện lứa đôi với cái vị tỳ kheo ni này. Quý vị biết rằng lúc đó vị tỳ kheo ni này mới hỏi: người thấy cái gì đẹp ở ta mà ngươi đòi làm cái chuyện đó? Thì coi như là người thanh niên này mới nói rằng: tôi thấy cặp mắt của cô rất là đẹp, mà thành ra tôi rất là thích, mà rất là mê cái cặp mắt của cô. Thì quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo ni này mới móc cái con mắt của mình: nè, đẹp nè, cho anh nè, đẹp nè, cho ngươi nè. Đó, thì lúc đó quý vị thấy rằng cái người thanh niên này, cái chàng thanh niên này là lật đật đã quỳ mọp xuống để mà xin lỗi và sám hối cái vị tỳ kheo ni này. Cái người thanh niên này coi như là lúc đó là quá sợ,
là quá sợ một cái vị tỳ kheo đi mà đệ tử của Đức Phật mà hãy mình nói đẹp cái là coi như là móc mắt ra cho nè, đó cho nè, đẹp nè, vậy lấy đi. Thành ra cái người thanh niên này coi như là lúc đó cái tâm không còn cái sự tham ái nữa rồi, không còn cái sự tham ái quá hốt hoảng rồi. Thành ra đã sám hối cũng như là xin lỗi cái vị tỳ kheo ni này. Thì quý vị biết rằng có những cái chuyện rất là phi thường, rất là lạ. Thì khi mà cái vị tỳ kheo ni này đi đến để mà bạch với Đức Thế Tôn về cái chuyện vừa xảy ra như vậy đó, thì khi mà cái vị tỳ kheo ni này mới vừa đi đến gặp Đức Phật thôi, là cái cặp mắt đã trở lại bình thường. Cái cặp mắt đã trở lại bình thường. Và Đức Phật đã tán thán, đã tán thán một cái vị tỳ kheo, một cái vị tỳ kheo ni đã bỏ, đã coi như là có cái sự mà không có dính mắc về nội Phật, không có dính mắc về nội Phật. Và đối với chàng thanh niên đó coi như là quý vị thấy rằng là cũng kịp thời ngừng lại cái tâm tham của mình, ngừng lại cái tâm tham của mình. Thì đối với quý vị thấy rằng cái duyên, do cái nhân tham và do cái duyên tham này, thành ra cái ác nghiệp đó, nó sẽ tạo cái ác nghiệp do cái gốc này, do cái nhân này nó làm căn bản, nó làm gốc, nó làm điều kiện cho cái người đó tham. Mà nếu mà cái người đó mà không biết dừng lại, thì sẽ tạo cái nghiệp tham, tạo cái nghiệp đó do tham mà nó tác động đến thân khẩu ý, hoặc là đã làm rồi lại tiếp tục làm nữa. Còn đối với những người mà dừng lại hoặc là tạo được thiện pháp là do vô tham, có nghĩa là do không có dính mắc, thì có từ đó là sẽ tạo được thiện pháp và tiếp tục tạo về cái thiện pháp nữa đó. Rồi cái chi pháp thứ hai, cái cặp phạm trù thứ hai là do cái nhân là sân và do cái duyên sân nên cái ác nghiệp được làm và ác nghiệp được tiếp tục làm. Thì cái điều này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là do cái tâm sân này, do cái gốc sân này nên đã tạo những cái tội lỗi. Quý vị có nhớ đệ tử của Ngài Cát Xá Bá, ở trong đó có hai vị sa di, một vị thì siêng năng làm việc, một vị kia đó thì lười biếng mà thích dành cái công, dành cái công làm việc. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà cái vị mà làm biếng bị cái người thầy đã chỉ lỗi và khiển trách, thì cái người này chẳng những không có ngưng lại mà còn tiếp tục làm nữa, bằng cách là đập bể những cái ghè chứa nước của Ngài Maha Kassapa, rồi sau đó đốt luôn cái cốc của Ngài Maha Kassapa. Thành ra quý vị thấy rằng cái quả ác nghiệp này đó cho cái người đó làm cái con ngã quỷ mình trăng, ngã quỷ mình trăng đó. Thành ra quý vị thấy rằng là có nghĩa là cái điều này là do cái gốc, cái rễ, cái căn mũ lát là do sân mà nó điều xử cái người này có những cái suy nghĩ ác, rồi tạo nên những cái hành động ác đó. Còn đối với cái trường hợp mà quý vị thấy rằng cái do tại sao mà cái thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm, thì có những trường hợp là vô tham, nhưng mà trong cái trường này là vô sân. Cũng như quý vị thấy rằng một cái vị nữ già so mà ở trong rừng, nữ già so ở trong rừng, khi mà đưa cái đứa con mình lên rồi bị cái vị tỳ khu đó chặt cây rồi trúng cái tay của con mình và rớt cái cánh tay của con mình. Nhưng mà cái người già so này đó là muốn cũng như là đưa cái tay lên để mà bóp nát cái đầu của cái vị tỳ khu đó, nhưng mà nghĩ rằng là quan có đầu thì nợ có chủ, có nghĩa là
người nào cũng có thầy, thành ra cái vị tỳ khu này là đệ tử của Đức Phật, thành ra bây giờ nếu mà có đụng tới thì không có được, nên đã đi đến để mà mét với Đức Phật. Thành ra lúc đó Đức Phật đã coi như là đã tán thán cái nữ dạ so này biết dừng dừng lại một cách rất là kịp thời, dừng lại một cách rất là kịp thời. Thành ra đó chúng ta thấy rằng đối với ác nghiệp là cũng có khi do tham làm, ác nghiệp cũng có khi do sân nó điều xử. Rồi đối với thiện nghiệp cũng vậy, thiện nghiệp có khi là do vô tham mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp. Rồi cũng có khi do vô sân nên chúng ta tạo những cái thiện nghiệp. Và những cái nghiệp đó từ từ chúng ta sẽ làm nữa. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này đó, là mỗi chúng sanh có người đẹp, có người xấu, mà rồi có người có uy tín, có người không có uy tín, là do cũng do những cái ác nghiệp đã làm ở trong một cái đời nào đó, ở trong một cái kiếp nào đó. Hoặc là chúng ta nhớ lại những vị tỳ khu, tỳ khưu ni, hoặc là những thiện nam tín nữ ở trong thời Đức Phật, là tại sao có những người là người ta bị những cái nghiệp làm cho người ta xấu hoặc là cùi, hoặc là làm cho đời sống người ta bị thiếu thốn, hoặc là có những người là quý vị thấy rằng Đức Phật nói ở trong giáo pháp này có bao nhiêu công tử xuất gia thì cũng có bấy nhiêu tiểu thư xuất gia trong giáo pháp này. Thì là tại sao mà có những công tử, có những tiểu thư mà được gia dưới thời Đức Phật, là cũng do những cái người này ở trong quá khứ đã tạo rất là nhiều thiện pháp, tạo những cái nhiều thiện pháp, thành ra ở được sanh ra ở trong thời có Đức Phật, có các vị thánh tăng, hoặc là giáo pháp hưng thịnh. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều này không phải là do ai sắp đặt hết, không phải là do ai sắp đặt hết, mà do đâu quý vị? Do thiện nghiệp đã tạo ở trong quá khứ, hoặc là thiện nghiệp đã tạo ở ngay trong hiện tại. Còn đối với những cái trường hợp mà đau khổ là do cái gốc bất thiện nghiệp đã tạo ở trong quá khứ, hoặc là cái gốc bất thiện nghiệp đã tạo ở ngay trong hiện tại. Đó, thì quý vị thấy rằng cũng như đối với cái trường hợp của cái bà mà vợ của ông Rê Quá Tá ở trong cái câu chuyện chúng sanh và sanh thú, thì quý vị thấy rằng coi như là coi như là bà tạo cái bất thiện nghiệp ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại. Có nghĩa là khi mà chồng bà đó chuẩn bị mà ra đi, có nghĩa là qua đời đó, thì chồng bà đã dặn với bà phần tài sản này để lại để bà sinh sống, phần tài sản này để lại để cúng dường đặt bát cho các vị tỳ kheo mỗi ngày. Bà có đồng ý hay không, có chịu nhận cái việc này hay không, thì bà ta đã nhận. Thành ra ông chồng đã đi đến nói với các vị tỳ kheo, sau khi mà con chết rồi thì con mỗi ngày cứ thỉnh 500 vị tỳ kheo để đi đến nhà mà khất thực, con đã như là có sắp đặt sẵn hết rồi. Thành ra khi mà ông chết thì các vị tỳ kheo cũng làm theo lời của ông, hằng ngày cũng đi đến nhà đi bát khất thực ở trước nhà ông. Nhưng mà lúc bấy giờ thì bà vợ đã sanh lên cái tâm thô lỗ, mỗi ngày các vị tỳ kheo đi đến đều chửi mắng các vị tỳ kheo, chửi mắng các vị tỳ kheo hết. Thành ra đó thì quý vị thấy rằng cứ mỗi ngày chửi cả trăm vị tỳ kheo như vậy. Thành ra ở trong đó, ở trong cái phần chúng sanh và sanh thú, nói rằng đúng ra đó là bà chưa có hết tuổi thọ, nhưng mà mỗi ngày bà chửi mấy trăm vị tỳ kheo, thành ra chỉ có một thời gian ngắn thôi bà đã bị như là đốt nóng và đất rút bà chết trước khi mà hết tuổi thọ. Đó thì quý vị thấy rõ ràng
là do cái duyên sân, do cái nhân sân mà cái ác nghiệp được làm, rồi cái ác nghiệp được tiếp tục làm. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái tâm sân, mà cái gốc sân này đó, nó cũng tàn hại rất là khủng khiếp. Cũng như chúng tôi nói có nhiều quý vị thấy rằng con người của chúng ta đó, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta sống bằng tâm từ, với cái tâm mát mẻ, với cái tâm vô sân, chẳng những đời sau chúng ta được xinh đẹp, mà ngay trong hiện tại đó, chúng ta được nhẹ nhàng. Quý vị, thật sự ra chúng tôi dần dần về sau chúng tôi mới cảm nhận rằng đối với khi mà mình đời sống mình tu tập đó, mà mình có tâm từ nhiều, hoặc là mình ở gần những vị mà có tâm từ, thì cái đời sống mình được ảnh hưởng, được cảm nhận rất là nhiều. Cũng như có những người quý vị thấy rằng khi mà niềm tin người ta lâu ngày thấy cái hình ảnh này, thấy cái chuyện này chuyện kia, cái niềm tin càng ngày nó càng suy yếu. Có những cái người ta đi hỏi chúng tôi, cái niềm tin lâu ngày mà nó bị yếu như vậy đó, rồi phải làm cách nào, làm sao? Thì chúng tôi nói rằng là mình đi tìm, nếu mà mình không có thời gian để mà mình đi gặp các vị sư, thì có thể mình sẽ tìm đến những cái tiểu sử của các vị hòa thượng, tiểu sử của những vị hòa thượng, để chi? Để chúng ta đọc và chúng ta hung đúc lại. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng khi mà mình đọc tiểu sử những vị hòa thượng đó, là các ngài đều từ bỏ quê hương, một cái xứ sở, một cái chỗ mà đang một cái thờ mà rất là đáng yêu, mà các ngài đã đi qua những cái xứ quốc giáo và chịu cái đời sống rất là cực khổ, rồi học, rồi tu, rồi đem cái giáo pháp này, đem cái đạo này để về tới Việt Nam mà truyền bá lại cho Phật tử ngày nay. Thành ra đó là chúng ta tìm những cái tiểu sử chúng ta đọc để chi? Để hung đúc đức tin lại, hung đúc cái đức tin lại. Thành ra đó quý vị biết rằng đối với, cũng như trong cái thời gian này nè, thì quý vị biết rằng sắp tới đây thì gần tới những cái ngày giỗ của những cái vị trưởng lão mà có công, ví dụ như đối với hòa thượng Tịnh Sự thì có công đã đem cái tạng vi diệu pháp này về để mà dạy lại cho những vị tu sĩ ở trong, tu sĩ và cư sĩ ở trong cái đất nước Việt Nam này, ở trong cái giáo pháp Phật giáo nguyên thủy này. Thành ra đó quý vị biết rằng những cái lúc mà đọc lại tiểu sử của các ngài, tuy rằng chúng tôi không có được diện kiến những cái vị hòa thượng đó, nhưng mà mình đọc lại những cái phần tiểu sử, mình thấy rằng mình đọc xong rồi mình so ra bản thân mình dám không? Bản thân mình dám làm như các ngài không? Bản thân mình dám bỏ xứ sở này không? Dám bỏ xứ sở này để qua bên những cái nước đó, chịu thời tiết nó khác, thức ăn nó khác, sự sinh hoạt nó khác, để mà học, để mà có cái kiến thức hoặc là đem về cho những người cư sĩ, hoặc là truyền bá giống các ngài không? Thì khi mà mình đọc rồi á, mình đặt trường hợp mình lại, mình đặt trường hợp mình lại á, thì coi như là mình cảm thấy là mình không đủ khả năng và mình không dám làm. Thành ra đó mình mới cảm thấy rằng là rất là thương những cái vị đã có công khai sáng, hoặc là đã có một cái thời mà chịu khổ, chịu cực để mà truyền đạo. Thành ra đó chúng ta thấy rằng khi mà mình học về những cái, mình đọc về, chúng tôi nói rằng khỏi rằng mà mình có cái sự tụng đọc thuộc, mà mình chỉ đọc qua những cái tiểu sử đó thôi, là mình cảm thấy là nó có đầy cái sự mà mến mộ rồi, đầy cái sự mến mộ rồi. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với ở trong Phật giáo đó, mình mà muốn cái thiện tâm của mình, hoặc là trong cái trường hợp mà chúng tôi đang nói về cái tâm mà vô sân, cái tâm mát mẻ đó, có thể chúng ta tìm đến
những cái lịch sử của các vị hòa thượng có công khai sáng, hoặc là chúng ta có thể chúng ta sẽ tìm đến những cái vị thiền sư vân vân, để chi chúng ta ở gần những cái vị đó đảnh lễ, hoặc là phục vụ, hoặc là cúng dường, hoặc là học pháp, thì sẽ làm cho chúng ta dần dần chúng ta sẽ ảnh hưởng với cái tâm từ của các vị đó, làm cho chúng ta dần dần chúng ta mới có cái gốc của vô sân này. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta cứ gần với những người mà sân hận, gần với những người mà tính toán vân vân, thì lâu ngày coi như là cái tâm sân của chúng ta nó sẽ dễ sanh khởi. Cũng như quý vị thấy rằng ngay cả con vật cũng vậy, những con voi mà ngày xưa mình đọc ở trong những cái câu chuyện cha tác cá, cái bọn con voi đó nó không phải là nó ở gần bọn cướp, mà tại bọn cướp á cứ ở gần ngay chỗ mà người ta nhốt cái con voi đó, rồi cái bọn cướp này tối ngày cứ bàn cái chuyện mà cướp rồi giết, thành ra quý vị thấy con voi lâu ngày nó cũng ảnh hưởng, con voi lâu ngày cũng ảnh hưởng đến nỗi mà khi mà cái người quản tượng đi ra để mà điều khiển nó, rồi nó lấy cái voi nó giật chết luôn. Thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái con vật đó, mà nó còn bị ảnh hưởng với cái sự bàn tán đó, thì cái con người mình cũng vậy, cái con người của mình cũng vậy. Khi mà mình không khéo đó, mình cứ ở gần những người mà người ta sân hận, hoặc là người ta bàn đến những cái chuyện sân hận, thì lâu ngày mình cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cái sự sân hận đó. Đó, thành ra nó, mà khi mà mình ảnh hưởng rồi thì sao? Thì nghiệp ác được làm, thực hiện cái chuyện ác, rồi lại tiếp tục thực hiện cái chuyện ác nữa. Đó, đó. Rồi kế tiếp, cái cặp phạm trù thứ ba là cái si, cái nhân si, cái duyên si, hoặc là cái nhân mà vô si và cái duyên vô si. Si ở đây á có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái sự hôn ám, cái sự si mê, cái sự si mê mình không nhận ra, mình không nhận ra đâu là cái chuyện đúng, đâu là cái chuyện sai. Quý vị thấy rằng giống như là chúng tôi nói, mình ở trong, mình học trong vi pháp là tự tha đó, coi như là không nhận định, hãy mà đi chung với bất thiện trở thành bất thiện, mà đi chung với thiện trở thành thiện đó. Còn ở trong cái si này nó còn tệ hơn nữa, nó còn tệ hơn nữa, có nghĩa là không nhận định ra được, không nhận định ra được cái trường hợp nào mà đúng pháp, cái trường hợp nào mà phi pháp. Cũng như quý vị thấy rằng có những vị khi mà tạo những cái ác thiện pháp, Đức Phật nói là tại sao mà có cái sự si mê, hoặc là cái ngu si đó, là quý vị thấy rằng là do cái sự cũng như là cái sự tối tâm nó đã che phước đi, thành ra cái người này sẽ tạo những cái bất thiện pháp và tiếp tục tạo những cái bất thiện pháp đó. Rồi cái vô si là như thế nào? Vô si có nghĩa là trí tuệ, để trên bàn này để mình kiếm. Vô si có nghĩa là nói về cái gì quý vị? Trí tuệ. Đời sống trí tuệ là cái đời sống cao quý. Quý vị thấy thường thường mình đừng có nói mà ở trong Phật học, những người nào mà khi mà người ta có trí, quý vị thấy rằng khi mà đi làm ở ngoài cũng vậy, cái tiền lương lúc nào nó cũng cao hơn cái người mà lao động phổ thông. Thành ra đó, đối với cái đời sống tu tập cũng vậy, quý vị thấy rằng cái người mà người ta có trí đó, người ta biết vận dụng, biết tạo phước, biết tạo những cái thiện nghiệp do trí tuệ nó tác động đến. Thật sự ra khi mà chúng ta mà có trí là coi như là bất cứ một cái lúc nào chúng ta cũng tu tập, cũng tạo phước được. Quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật của chúng ta đó, khi mà Ngài còn là một cái vị Bồ Tát, mà trong cách đây là 4 A Tăng Kỳ,
Có nghĩa là lúc đó Ngài là Bồ Tát, Ngài quỳ dưới chân của Đức Phật Nhiên Đăng, đảnh lễ và phát nguyện, và sau đó được Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký là 4 A Tăng Kỳ nữa, là trở thành một cái vị Phật Gotama. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Bồ Tát của chúng ta đó, khi mà được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký như vậy rồi đó, thì sau đó Bồ Tát đã làm gì quý vị? Bồ Tát đã ngồi suy tư, bây giờ mình làm gì? Bây giờ mình làm gì? Cái quãng đường mình đi rất là dài, 4 A Tăng Kỳ nữa rất là dài, mà hãy mà đi cái đường dài quá đó mà không có hành can thì làm sao đi? Có nghĩa là quý vị thấy rằng ví dụ như là quý vị sắp sửa quý vị được, quý vị sắp sửa mình đi trên một cái đoạn đường rất là dài, quý vị cần phải có cái gì? Thức ăn, tiền, tài sản vân vân. Thì Bồ Tát suy nghĩ cái lưng hồi của mình ở trên một cái bước đường nó dài như vậy, thì bây giờ mình phải làm gì? Phải bố thí ba la mật. Phải bố thí ba la mật. Rồi khi mà bố thí ba la mật rồi thì phải làm gì nữa? Phải có cái đức độ, hoặc là có cái sự xuất ly vân vân. Thì quý vị thấy rằng tự Bồ Tát của chúng ta đã ngồi suy tư ra để tạo những cái phước báo ba la mật. Đó, tạo những cái phước báo ba la mật. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống của chúng ta tu tập đó, thì nếu mà chúng ta có trí, chúng ta chẳng những tạo được thiện pháp, mà những cái thiện pháp mà chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta làm. Cái người mà có trí rồi, bất cứ ở trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng tạo được hết. Hãy mà có tài sản thì bố thí cúng dường, có tài sản thì mình tu tập, mình tu tập về hành thiền, hoặc là mình giữ giới, hoặc là mình tụng đọc kinh điển, vân vân. Nó rất là nhiều, là do cái thiền, hoặc là do cái trí của chúng ta. Tiếp tục là cặp phạm trù thứ tư. Cặp phạm trù thứ tư là coi như là phi như lý tác ý và khéo như lý tác ý. Trong cái trường hợp này có như thế nào mà được gọi là phi như lý tác ý quý vị? Có nghĩa là chúng ta nhìn cái đó mà chúng ta không có quán xét là bất tịnh, hay là vô thường, hay là khổ, vô ngã, mà chúng ta quán xét lại là một cách ngược. Chúng ta nhìn cái sự việc đó nó là ngược, nhìn cái sự việc đó là ngược, thì coi như là phi như lý tác ý. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với có những người, người ta nhìn cái thân này, hoặc là người ta nhìn cái gì nó cũng trường tồn, nhìn cái gì người ta cũng nghĩ là nó trường tồn. Cũng như có nhiều người nghĩ sao mà trong Phật giáo và thuyết pháp mà cứ nói về cái thân bất tịnh, hoặc là nói về cái sự chết, mà người ta nghĩ là bây giờ người ta sống đang còn ở trong cái thời kỳ khoa học phát triển, khoa học phát triển, thành ra cái gì cũng có thuốc trị rồi, cái gì nó, bây giờ nó cũng được nâng cao. Mà ở trong Phật giáo giống như là có một cái sự mà cũng như là bi lụy quá, tối ngày cứ nghĩ đến chết, nghĩ đến cái sự chết không thật sự ra đó. Thì coi như có những cái người ta nhìn hoặc là người ta nghe giảng cái đó là để chi? Để mình chuẩn bị, để mình chuẩn bị cái sự, ai cũng có cái sự ra đi hết, thì mình chuẩn bị cái sự ra đi của mình được bình tĩnh, chứ không phải là nói về những cái chuyện đó là cái chuyện xui, hoặc là cái chuyện mà nó ảm đạm, hoặc là cái chuyện đó là nó không tốt đó. Thành ra đó, hoặc là có những người, người ta nhìn cái cảnh đó, tự nhiên là người ta có cái sự mà sai về cái cảnh đó. Cũng như công tử Sô-ri-giá đó, thì quý vị thấy rằng nhìn ngài Ma-ha-cách-chắc-ná là coi như là thấy ngài là một cái vị tỳ khưu đẹp, với cái nước da nó vàng óng ánh vậy, thì tự nhiên nghĩ nếu mà người này là cái người nữ là chắc mình cưới làm vợ liền. Thành ra do vậy mà cái nghiệp nó tác dụng liền, nó làm cho cái người này từ người nam mà trở thành cái người nữ. Thì trong cái trường hợp đó là phi như lý tác ý.
Còn như lý tác ý là trong cái trường hợp nào? Có nghĩa là mình nhìn cái hình ảnh đó là mình quán xét được, mình quán xét được nó nằm ở trong cái phần nào, nó nằm ở trong cái phần bất tịnh hay là vô thường hay khổ vô ngã, đó mình quán xét được liền. Cũng như có một cái vị tỳ khu khi mà gặp cái cô đó cổ cười chế nhạo, thì cái vị đó nhìn cổ he nhếch miệng cổ cười thì nhìn thấy cái răng, cái vị đó quán về xương, thành ra đắc được đạo quả. Đó thì trong cái trường hợp đó gọi là như lý tác ý. Kế tiếp cái cặp phạm trù thứ năm là cái tà tâm, cái tà tâm và cái chánh tâm. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người là do cái nhiều đời họ bị cái tà kiến nó tích tụ, cái tà kiến nó tích tụ ở trong cái trường hợp này á, chúng tôi nhớ về cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú á, mà nói về một cái vị là châm bú cá. Quý vị thấy rằng cái vị đó nó là coi như là do cái ác nghiệp ở trong quá khứ, cái ác nghiệp ở trong quá khứ đã chửi mắng một cái vị khu, mà gặp cái vị đó là một cái vị thánh nhân, là không có nên ăn cơm trắng như vậy mà nên ăn phẩm. Thành ra do cái ác nghiệp đó mà cái vị này sau khi mà sau một cái thời gian lâu rồi sanh lại làm người, sanh trong một cái gia đình rất là giàu, nhưng mà không có ăn uống như người bình thường mà chỉ có ăn phẩm thôi. Rồi sau này không ai chứa hết, thành ra phải đi ra ngoài ngay chỗ một cái mỏm đá gần cái hố phân tập thể, rồi ăn phân ở dưới đó, nhưng mà luôn luôn nói với mọi người, luôn luôn nói với mọi người là ta ăn không khí để mà sống, ta ăn không khí để mà sống. Rồi nhiều người á, là không có biết, thành ra tán thán cái vị đó. Thành ra cái vị đó càng ngày cái sự ngã mạn nó càng tăng cao, cái sự tà kiến nó càng tăng. Rồi một lần đó gặp Đức Phật, Đức Phật mới kêu châm bú cá, ông lừa được mọi người chứ ông không có lừa được ta đâu, ông không có lừa được Như Lai đâu. Đó thì lúc bấy giờ cái vị này đã tỉnh ngộ và đã nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp và đã đoạn được cái tà kiến, đã đoạn được cái tà kiến. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện này để muốn nói rằng là do cái tà tâm đó tạo ác nghiệp rồi lại tiếp tục tạo nữa. Có nghĩa là nói dối, nói do cái nghiệp của mình, mình không ăn được đồ bình thường như người ta. Rồi khi mà mình ăn những cái đồ dơ đó rồi, mình lại nói dối với mọi người là mình rất là thanh tịnh, con người mình không có ăn được như mọi người bình thường, mình chỉ nuốt không khí mà sống thôi. Thành ra quý vị thấy rằng cái ác nghiệp đó nó càng ngày nó càng tăng. Đó là do cái tà tâm Mitcha Ditthi, cái tà tâm thành ra tạo những cái bất thiện nghiệp đó. Đó. Rồi khi mà được Đức Phật thuyết giảng chỉ do, rồi cái chánh tâm nó đã sanh khởi, thành ra đã tạo lại những cái thiện nghiệp đó. Thì đây là năm cái cặp phạm trù. Năm cái cặp phạm trù này đó thì coi như là sẽ làm cho chúng sanh, nếu mà những cái chúng sanh nào có những cái thiện nghiệp thì sẽ tạo được những cái thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng, đã làm rồi làm nữa, làm rồi làm nữa. Còn nếu mà những người nào mà vướng vào những cái nhân duyên mà tham sân si rồi phi nhân lý tác ý tà tâm vân vân, thì sẽ tạo những cái ác nghiệp mà đã làm rồi lại làm nữa. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong một cái trường hợp mà đối với một cái vị đó ở bên cái phái thuộc tọa bộ Mahadewa, cái vị đó là cái xuất thân, cái vị này là coi như là Mahadeva, là coi như là tạo cái bất thiện nghiệp rất là nhiều, tạo cái bất thiện nghiệp rất là nhiều, là coi như là lúc mà chưa xuất gia đó, là sống đời sống tại gia đó. Cái câu chuyện này là sau thời Đức Phật nha quý vị, sau thời Đức Phật. Cái vị Mahadeva này á, là coi như là lúc đó, lúc mà ở đời sống tại gia đó,
đã phạm cái tội mà thông dâm, có nghĩa là với cái người mẹ của mình, và bị cái người cha mình bắt gặp, thành ra đã dẫn người mẹ bỏ qua xứ khác. Khi mà bỏ qua xứ khác rồi á, thì lúc bấy giờ á, gặp một cái vị tỳ khu đi bát, thì mới nhận ra được cái vị tỳ khu đó là coi như là ngày xưa ở xứ mình. Thành ra sợ chuyện của mình bại lộ, thành ra đã giết cái vị sư đó luôn, giết cái vị sư đó luôn. Rồi khi mà giết cái vị sư xong rồi đó, thì cái người mẹ thấy sống với cái người này rất là chán, tội lỗi càng ngày càng chất chồng. Nên cái người mẹ đã có cái ý là cũng như là muốn gặp một cái người đàn ông khác để mà có một cái đời sống khác. Thành ra cái người thanh niên này đã giết luôn người mẹ mình. Rồi sau một thời gian đó rồi đi tu, đi xuất gia rồi lập lên cái phái Thượng Tọa Bồ. Khi mà lập lên cái phái đó rồi đó, thì lại tiếp tục có cái sự có cái sự nói dối với những người đệ tử của mình. Đệ tử của mình mà lên trình pháp thì nói đệ tử của mình là một cái vị A-la-hán. Rồi khi mà đệ tử của mình mới đến bạch thầy là tại sao thầy nói con là A-la-hán rồi mà con bị hôn trầm, bị buồn ngủ, hôn trầm bị miên hoài, thì A-la-hán thì đâu có còn như vậy. Thì cái vị này lại tiếp tục nói láo nữa với cái sự ngu si của mình, mà nói rằng là vị A-la-hán thì đoạn trừ những cái lậu hoặc lớn, còn những cái pháp nhỏ đó, không cần đoạn trừ. Đó, thì chúng tôi muốn nêu ra cái câu chuyện này thì quý vị thấy rằng là nó tổng quát. Có nghĩa là cái người này do cái duyên tham cũng có, do cái duyên sân cũng có, do si mê cũng có, rồi do phi như lý tác ý cũng có, do tà tâm cũng có. Thành ra tạo cái nghiệp càng ngày nó càng chất chồng, đến nỗi mà không còn đường để mà quay về. Đó, còn nếu mà ai mà biết cái sự mà ngưng lại, thì chúng ta tạo những cái thiện pháp bằng cái cách là do cái nhân vô tham, vô sân, vô si, khéo tác ý và do cái chánh tâm, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta đi ở trên cái con đường thiện, tạo rồi tạo nữa. Đó, thì như vậy đó thì chúng ta mới có cái sự kết thúc. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng ở cái đoạn kết đó, Đức Phật đã nói cho Tôn giả Ma Ha Lý 10 cái pháp này có mặt hoặc là xuất hiện ở trên đời thì mới có cái sự mà công bằng hay là không công bằng. Có nghĩa là do 10 cái pháp này xuất hiện ở trên đời, thành ra chúng ta mới thấy rằng là có chúng sanh đau khổ, có chúng sanh hạnh phúc, có những cái chúng sanh khác biệt về cái mặt trí tuệ hoặc là về cái mặt địa vị vân vân. Nói chung là gom chung lại là hạnh phúc hay là đau khổ là do đâu? Là do những cái nhân bất thiện, cái duyên bất thiện là nó đem đến cái sự đau khổ. Còn hạnh phúc là do những cái nhân mà nó thuộc về thiện mà nó đem đến cái sự hạnh phúc. Thành ra nó có những cái chúng sanh ở trong cái cuộc đời này có cái sự khác biệt nhau là như vậy, là do nhân bất thiện hoặc là do nhân thiện nó hình thành. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, xin được giúp lời với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm mà dâng đến chư tôn, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Buddhadhamma, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích Vương, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh là chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn là các vị chư thiên hộ trì chánh pháp.
mong cái ngày được an lạc lâu dài. Nam mô Buddhadhamma. Sa thú kính trưng đại đức Phật tính. Không biết là đại đức Phật tính đọc từ bản dịch nào, nhưng mà cũng xin thưa ở đây là Mahali. Mahali không phải là một vị tỳ kheo. Nghe đại đức Phật tính đó là vị tôn giả đó. Nhưng mà kỳ thực Mahali là vị thủ lãnh của người Lichavi ở Sivachi, Mahali, Mathula và vua Ba Tư Nặc là ba người lúc còn niên thiếu cùng từng đi học với nhau, đi học chung ở Takasila. Nhưng Mahali không phải là một vị tỳ kheo, do đó chúng ta không gọi là vị tôn giả. Bây giờ thì xin được hỏi là không biết Thừa Tọa Tuệ Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu Thừa Tọa Tuệ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin được Thừa Tọa hoan nghỉ. Trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Bạch Thừa Tọa Tuệ Siêu ở đây đó, chúng ta có cái chữ hai cụm từ mà Mahali hỏi Đức Phật. Trong đó có cái gọi là tạo nghiệp, duyên tạo ác nghiệp và thiện nghiệp. Rồi có cái chữ Kamasa Vatiya, nghĩa là tiếp tục hay là quên bẩn, còn giả là một cái chuyện mà lặp đi lặp lại. Thì xin tính thì tôi thực sự quan hệ giải rõ về ý nghĩa của hai cụm từ này. Kính thưa 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 Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều trong cả hai cụm từ. Trong tiếng Bali nó lạ lắm thưa quý vị. Thí dụ như nói là bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì cô thì thú, do duyên gì cô bác chi vô. Mà do nhân gì, do duyên gì nghiệp tạm. Nếu mà cái chữ ác gì được làm ấy, cái chỗ này nữa, thì không phải xài trong cái nghĩa đó, ở trong cái chữ đó. Còn ở đây chữ và phát sát cầm phát sát, nó là thúc từ của cái phân từ kriya, kriya giá. Kriya giá là thuộc từ của cô hệ tú của bảy chị vô. Do nhân gì, do duyên gì dẫn đến hành động ác nghiệp, do nhân gì, do duyên gì bà phát sát cầm mát sát bà quát tư gia, tức là tiến hành ác nghiệp. Cái chỗ này đó chúng tôi muốn nói ở đây đó, trước hết là không phải ác nghiệp được làm ác nghiệp được. Tiếp tục, không phải là được tiếp tục. Bởi vì nếu như mà ác nghiệp được làm ác nghiệp được tiếp tục thì phải nói rằng bà ni cầm ma ni cà ta ni
hay là Pavattita, Pavattitani, thì như vậy mới là được làm sai quá khứ tương tự hết. Nhưng mà ở đây thì không vậy. Lại nữa, cái chữ Pavatti á, chữ Pavatti á, thí dụ như trong văn phạm Bali á, Pavattikala hay là Pavattipuṣati, tức là tiến hành cách của động từ, tức là sự diễn biến, sự diễn biến nghĩa là cái sự tiến hành. Chúng ta xài cái chữ đó, chữ Pavatti, sự tiến biến. Còn cái chữ Pavattikala thì dịch là cái thời bình nhật, Pavattikali như trong cuộc sống của chúng ta, Pavattisanthikali tức là cái thời tục sinh, cái thời tái tục, Pavattikali tức là cái thời bình nhật, và Chuttikala là thời tử. Cho nên ở đây đó, cái chữ Pavatti trong trường hợp này có nghĩa là cái sự tiến hành hay là cái sự thực hiện. Chúng ta xài chữ thực hiện. Thì ở đây cái hai từ Kriya và Pavatti, Kriya Pavatti, khi mà chúng ta đọc phân tích từ thì các bạn hỏi cái chữ sau của chữ giác, giác thì sao mà không cần thiết, bởi cái đó chỉ chia cách thôi, chia theo cách thứ tư. Cho nên chúng ta Kriya giá, chúng ta xài cái danh từ Kriya và quá tí già thì chúng ta xài quá tí. Thử đây có nghĩa là cái sự làm hay là cái sự hành động, sự hành động, sự tiến hành hay là cái sự tạo tác, sự tiến hành, thì hai nghĩa đó vậy. Do nhân gì, do duyên gì dẫn đến tạo tác ác nghiệp, tiến hành ác nghiệp, hay là thực hiện ác nghiệp, chúng ta gọi là thực hiện ác nghiệp. Chúng ta phải hiểu cái từ đó, phải dịch gì, do nhân gì, do duyên gì tạo tác, dẫn đến tạo tác ác nghiệp, thực hiện ác nghiệp, chúng ta xài vậy. Nếu mà chúng ta xài như thế đó, dịch như thế đó, thì người mà học Pali đó thì họ họ nhìn cái bản, họ nhìn cái, họ nghe cái bản dịch đó, họ mới mường tượng ra được là cái cấu trúc Pali. Cho nên ở đây chúng tôi hơi có một cái bệnh gọi là bệnh nghề nghiệp chút xíu, thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là cái chỗ này, ở trong cái bản, trong cái bản dịch thì chúng tôi không có, chúng tôi không, không có ứng ý cái chỗ kamasa không có thời gian, mà dịch là tiếp tục tạo nghiệp, thực hiện nghiệp. Papasa kamasa patiya tức là thực hiện ác nghiệp, vậy đó, chúng ta tiếp tục. Và bây giờ thì tụi tôi giáo đẳng đề nghị chúng tôi giảng thêm, giảng luôn cái sự khác biệt giữa nhân và duyên ở trong bài học hôm nay. Kính thưa quý vị, ở trong cái dự pháp á, thì chữ nhân là khác mà duyên là khác. Cho nên trong 24 duyên hệ có hệ thứ bát chỉ vô, tức là nhân duyên, tức là cái sự trợ giúp bằng cách là nhân tố, tức là tham sân siêu, tham sân si, nó trợ cho các cái danh quẩn đồng sanh và sắc tâm, tự như là sắc nghiệp, thì như vậy gọi là nhân duyên. Cho nên cái chữ hê tú lúc bây giờ phải hiểu là nhân tương ưng,
rồi Samyutta hệ thuốc. Còn chữ duyên đó, Pachaya là cái sự trợ giúp. Nhưng mà ở trong kinh tạng á, thì hai chữ nhân và duyên trong trường hợp này á, thì chữ hệ tú phải hiểu là upati hệ tú là nhân sanh, và chữ pachaya ở đây phải hiểu nghĩa là duyên sanh. Nhân gì duyên gì thì ở đây chữ nhân duyên nó đồng nghĩa với nhau trong bản kinh này. Ở trong kinh tạng thì đồng nghĩa với nhau, cũng giống như chúng ta nói ở bên ngoài đó, khi mà cái sự kiện đó nó xảy ra, hoặc là hai người gặp lại, hai người quen xưa cũ mà bây giờ gặp lại, thì người ta nói ồ cái này cũng là nhân duyên. Ừ, cũng là nhân duyên, cũng là nhân là duyên, nhân là nhân sanh, thì duyên là duyên khởi, duyên nhân. Cho nên cái chữ nhân duyên mà xài theo nghĩa thông thường đó, theo cái nghĩa thường thức ở bên ngoài, thì chữ nhân đó nó không có khác gì với chữ duyên, chữ Pachaya, hệ thống Pachaya. Nhưng mà ở trong diệu pháp đó, Ma Thị Đàm thì khác. Còn một chữ nữa mà nó được giải thích cho cái chữ hệ thống, chữ Pachaya, đó là chữ Ni Đà Na. Thí dụ như trong cái bài kinh nói nhân duyên ở Savatthi, thì nói là Savatthiya Nidana, tức là nhân duyên ở Savatthi. Savatthiya Nidana, tức là nhân duyên ở Savatthi. Đức Phật thuyết bài kinh đó, thay vì nói Ewewe Sutang Eka Samayang Phatwa Savatthiya Nguyharati, một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi, thay vì nói câu dài như vậy, thì đến trong tăng chi hay là tư ngân, nhất là tư ngân bộ kinh đó, thì ngài nói ra là chỉ nói cái câu gọi là sau cái dân lý đa năng là nhân duyên ở sau chi thôi. Cho nên chữ lý đa năng trong trường hợp này đó, là để chỉ cho cái duyên sự của bài kinh hay là duyên khởi của bài kinh. Thì trong trường hợp này đó, cái chữ hệ thuốc, chữ Pachaya, cô hệ thuốc, cô Pachayo, nhân gì duyên gì, thì hai chữ này nó đồng nghĩa với nhau, không có khác. Chỉ có hai từ đó mà nối sang cái lĩnh vực của A Di Đà, của Bi Diệu Pháp thì khác. Cái này chỗ đó chúng ta phải cẩn thận chút xíu. Ở trong Bi Diệu Pháp, thể mà khi nói đến Pachaya thì phải hiểu rằng 24 duyên hệ, hệ của Pachaya, hệ thống Pachayo, Aramana Pachayo, Adhipati Pachayo, Nantara Pachayo, Samanantara Pachayo, nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô nhân duyên, ly tiếp duyên, v.v. Thì nói đến Pachaya là phải hiểu gì. Còn khi mà nói đến hệ thống thì phải hiểu là sáu nhân tương ưng. Ví dụ như trong thập nhị nhân duyên, trong đầu đề nhị á, Hetu Thamma, No Hetu Thamma, Ahetuka Thamma, Sahetuka Thamma, tức là pháp nào là nhân, pháp nào là phi nhân, pháp nào là vô nhân, pháp nào là hữu nhân. Thì chữ nhân nó hoàn toàn là để chỉ cho sáu nhân tương ưng: tham sân si là nhân bất thiện, akusala hetu và vô tham vô sân si thì đó là nhân thiện, kusala hệ thuốc. Còn ngoài ví dụ pháp ra đó, thì chữ Pachaya mà xài ở trong luật tạng đó thì cũng nghĩa khác. Chữ Pachaya trong luật tạng thì có nghĩa là tứ vật dụng, như là Pachaya sanisita parisuddhisila, tức là trong tứ phần luật, tứ phần giới đó, thì tứ thanh tịnh giới đó, thì trong đó có quán tưởng vật dụng thanh tịnh giới.
Giới quán tưởng vật dụng á, là hoặc là Phật tử họ cúng dường, họ nói rằng cúng dường phương tiện tướng vật dụng, rồi chattaro pachaya tức là có vật dụng như là y phục, vật thực, sàn tọa và thuốc trị bệnh. Bây giờ khi mà họ cúng dường tịnh tài đó thì họ bạch, họ tắc bạch những cái đó là tượng trưng cho bốn món vật dụng. Chúng ta xem ở trong luật đó, chúng ta sẽ thấy cái chỗ đó. Cho nên chữ pachaya nó xài tùy theo nghĩa. Ở trong ví dụ pháp thì nghĩa có nghĩa là duyên hệ năng giúp cho sở sanh lên, thì như vậy gọi là pachaya. Nhưng mà ở trong luật á, thì chữ pachaya ở đây chỉ cho bốn món vật dụng: y phục, vật thực, thuốc sức, rồi thuốc trị bệnh, vân vân. Còn chữ pachaya xài ở đây trong bài kinh này, chữ he cô hay thú cô pachayo do nhân gì, nhân gì, tức là bạch Đức Thế Tôn do cái điều kiện gì mà phát, do cái nguyên nhân nào mà nó phát sinh lên, phát sinh lên những cái việc mà hành động ác nghiệp hoặc là hành động thiện nghiệp vân vân, tức là chỉ hỏi nhân duyên đó thôi, chứ không có đề cập đến sâu, đến sâu xa như là ở trong kinh tạng hay trong luật tạng, trong vị pháp tạng. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi ngày hôm nay, câu hỏi mà thượng tọa gia đắng vừa nêu ra vừa. Sao thú, nhưng thư tội tôi siêu khó mà cái trước máy cũng xin tính thư tội giảng cho cuộc thảo luận số 3. Nhưng mà trước khi thư tội giảng cuộc số 3 thì cũng kể quý vị nghe một cái kỷ niệm trong cuộc đời của chúng tôi, đó là hồi nãy thư tội tôi siêu nói cái chữ pachayo đó là chỉ duyên, nhưng mà trong luật thì dùng nó như là vật dụng, như là y phục, chỗ ở, sàn tọa. Nhưng mà trong chư tăng đó, thì thường thường có nhiều khi bây giờ người ta nói là cúng dường tứ vật dụng, người ta nói cúng dường tiền đó, cúng dường tịnh tài. Hồi ngày hồi giác còn sống đó, thưa quý vị, mỗi lần mà chư tăng ở xa về đó, rồi các vị từ giả, các vị ra đi, và các vị từ giả, các vị ra đi đó, thì lúc mà chúng tôi chủ trì thì chạy ra có đôi khi ngài nhắc, ngài nói nhỏ, ngài quay ra, ngài nói cha thú bạch chê, ngài nói cái kiểu người miên nói mà cha thú bạch chê tức là tứ vật dụng, cúng dường tịnh tài. Mỗi lần lâu nghe ai nói chuyện cha thú bạch chê chúng tôi nhớ tới ngài, ngài bây giờ thì xin được thỉnh từ tòa từ siêu Hoa Hỷ. Và từ tòa từ siêu có nhiều trường hợp người ta nói rằng người ta nói là tham sân si, si là mê mờ, nhưng mà vô si thì đối với người đời không nhất thiết, không có nhất thiết là trí tuệ. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là ở trong vi diệu pháp và ở trong Phật học thì vô si chỉ là trí tuệ đó. Thì tại sao mà có nhiều trường hợp mà chúng ta không nói là, thay vì nói là vô sân thì mình nói là từ hòa, thay vì nói vô si là trí tuệ. Nhưng mà cái cách mà nói có phủ định như vậy đó, thì theo thiền tọa nó có cái lợi thế cho. Dạ, thí dụ như một bên đó là tham sân si, rồi một bên là vô tham vô sân vô si, trong phủ định tự thì xin thỉnh thiền tọa Hoan Hỷ nói rõ thêm về điểm này. Kính thưa thiền tọa. Anh Nam Mô Phật Thầy ạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa mọi Phật tử. Đây là một điều đặc biệt ở trong cái từ ngữ Phật học. Nếu như mà chúng ta dịch, mà chúng ta lấy cái nghĩa bóng là xả ly, từ hòa, trí tuệ, cái này là chỉ giải thích ở một khía cạnh khác, nhưng mà chúng ta không lộng hết ý nghĩa của cái bài học hay là của cái sapphawa là pháp thực tính, chúng ta không lộng hết ý nghĩa. Bây giờ ở đây thưa quý vị hỏi vậy chứ, bố thí cái chi pháp là ở đâu,
Chi pháp là chi pháp gì? Chúng ta thì chúng ta nói bố thí nó từ cái chỗ chà gác, tức là xả, xả ly. Mà xả ly chứ thì do cái tâm vô tham, do cái thuộc tính vô tham mới xả ly được. Vô tham tức là không có bị dính mắc. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta lấy ra, thay vì chúng ta dùng thay cho cái chữ lấy xả ly, dùng thay cho cái chữ vô tham, thì chỉ ở một khía cạnh đó, ở một khía cạnh đó. Thí dụ bây giờ thế này, khi chúng ta đang bố thí thì tất nhiên khi chúng ta đang bố thí xả tài đó, thì lúc đó cái xả ly này đó thì nó nằm, nó thuộc về alopháp là vô tham, phải. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đảnh lễ Đức Phật, khi mà cái tâm thiện đảnh lễ Đức Phật đó, thì trong cái tâm thiện này nó có cái thuộc tính của alopháp, alopháp chetasika là vô tham. Nghĩa là sao? Không phải là lúc đó mình vừa đảnh lễ mà mình vừa cúng dường cho Đức Phật cái gì, nhưng mà tại vì tâm thiện ở trong đó nó có cái tính chất là nó không có dính mắc đối tượng. Mình đảnh lễ Đức Phật hay là mình đảnh lễ một vị trưởng lão là cái tâm mình không có luyến ái, mình không có dính mắc. Thật ra ở cái chỗ này đó, thì xài vô tham thì đúng, vô nhiễm thì đúng. Nhưng mà chúng ta xài ở chỗ này là đảnh lễ Đức Phật với cái tâm vô nhiễm, tức là không có bị dính mắc thì được. Nhưng mà nói đảnh lễ Đức Phật bằng cái tâm xả ly hay là cái tâm bố thí thì cái chỗ nó nghe kỳ lắm, đúng không vậy? Nó nghe kỳ lắm. Tức là mặc dù chúng ta biết là nó cũng có gì mơ rỉ má với nhau, cái chữ xả ly với cái chữ vô tham á, có gì mơ rỉ má với nhau. Nhưng mà tùy theo chỗ xài. Ở đây để nguyên chữ vô tham, nhân vô tham alo pháp mu là cá. Chính do nhân vô tham đó mà chúng sanh làm thiện, tức là cái tâm không bị dính mắc, không bị dính mắc bởi, không có bị chấp trước, tham trước bởi danh bởi lợi, không có bị tham trước bởi sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc, thì như vậy gọi là vô tham. Nhưng mà một người mà nhìn cảnh sắc, dầu cho sắc đẹp là tâm họ không sao xuyến, tức là không bị chấp trước, không bị tham trước, thì trường hợp này là vô nhiễm vô tham, chứ không phải gọi là xả, không gọi là xả ly được. Họ đâu có xả ly ngay lúc đó được. Không lẽ không được, không lẽ là mới, nếu chúng ta hiểu chữ xả ly giống như là cái sự từ bỏ để đi xuất gia thì vậy, mới vừa gặp cái cảnh sắc đẹp đó, cái tự nhiên đang là người cư sĩ rồi đi xuất gia liền sao? Không phải. Nghĩa là lúc đó cái tâm của người cư sĩ đang tu tập thiện pháp, họ nhìn cái sắc đẹp tiếng hay bộ thơ biển nói xuất là họ quán vô thường, họ thấy cái này là tạm bợ, cái họ khởi lên cái tâm thiện không có nhiễm, không có nhiễm, thì không nhiễm đó gọi là vô tham. Cho nên ở đây chúng ta gì, còn cái chữ từ hòa đó cũng vậy, vô sanh hay đồ sát gọi là từ hòa, gọi là metta đó. Khi nào mà chúng ta vận dụng cái đặc tính adu sát để chúng ta phát triển cái lòng từ bi, phát triển tâm từ, giữ cái mối thiện cảm, giữ cái trạng thái tâm thiện cảm hài hòa của chúng sinh khác, thì cái đó tâm từ này, tâm từ hòa này nó xuất phát từ adu sát vô sân là phải. Nhưng mà khi mà chúng ta khởi lên cái tư tưởng, thí dụ như một vị tỳ kheo khi mà nhìn cái tử thi, quán nhìn tử thi bằng cái tâm tuệ quán, tất nhiên là tu tuệ quán như vậy là tu tâm từ. Mà hãy tu tâm từ như vậy thì không có
không không lẽ là cái tâm thiện vậy, vì nó đang chánh niệm tỉnh giác, nhìn cái tử thi quán tử thi như vậy, lại có tâm từ, có tâm từ hòa với cái tử thi sao? Không, không được, không thể gọi là có tâm từ hòa với tử thi. Nhưng mà chính cái tâm thiện đó vẫn có adosat, tức là vị đó nhìn cái tử thi với cái tâm bình thản, với cái tâm mát mẻ, vẫn tâm thiện mà. Vị đó không có giật mình, không có sợ hãi, không có hốt hoảng, không có sân tâm, không có nóng nảy bực bội với cái tử thi. Một vị tu tập, một vị tỳ kheo hành giả mà tu tập thiền minh sát ở Tha Ma Mộ Địa, khi nhìn thấy tử thi thì tâm của vị đó vẫn mát mẻ bình thường, thì cái này gọi là anusát, chứ không thể gọi là có tâm từ hòa đối với tử thi được. Cho nên cái chỗ này không thể dùng cái chữ từ hòa mà hoàn toàn thay thế cái chữ vô sân. Chúng ta chỉ nói rằng tu tập cái đặc tính vô sân để phát triển tâm từ hòa thì được, chúng ta nói vậy. Cũng như tu tập đặc tính vô tham để phát triển cái thiện pháp xả ly thì được, nhưng mà không thể là chúng ta nói xả ly thay thế cho vô tham, hay là từ hòa thay thế cho vô sân được. Còn vô sân đó, thưa quý vị, thì vô si thì đương nhiên là trí tuệ. Đương nhiên là trí tuệ rồi, thì cái này chúng ta dùng thay thế được. Nhưng mà nếu như chúng ta dùng từ ngữ để cho người khác họ kiểm chứng đó, khi mà dịch cái bản dịch ra mà để họ kiểm chứng, ở cái chỗ này nếu mà chúng ta gặp là amoha mà chúng ta dịch là trí tuệ đó, thì người ta sẽ không có chấp nhận được cái chữ amoha rõ ràng là vô si. Thì bây giờ cứ để là vô si, mặc dù hiểu vô si tức là trí tuệ là vô si, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không thể nói được. Ở đây thưa quý vị, là có những cái pháp đó nó xuất phát từ ngữ đó, nhưng mà chúng ta không thể xài đó. Cũng giống như khi mà người ta nấu chè, người ta có dặn miếng muối, vậy chúng ta không thể nói rằng chè ngọt là do nhờ muối. Chúng ta không thể nói được, nó chỉ dặn thôi, nó có cái đặc tính đó. Cũng như khi mà người ta có dặn chút đường, thì khi mà chúng ta ăn nó đâu có ngọt, ăn nó không có ngọt, có phải mặn, nhưng mà nhờ có miếng đường cho nên nó không có mặn lè và nó dịu xuống chút xíu. Thì khi mà chúng ta ăn đồ kho đó, ăn thức ăn kho mà nó dịu, nó vừa miệng, thì chúng ta không nói rằng gì? Kho cá lấy đường kho cá, không phải gì, không phải lấy đường kho cá, mà chỉ là cái đó đặc tính của nó thôi, thêm một chút vị đó thì được. Khi mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện gì, ban đêm ban hôm chợt thức giấc, cái chung một vị hành giả rất là có chánh niệm với cái thế nằm của mình, để ý hơi thở ra hơi thở vào, chánh niệm, thì trong lúc mà chánh niệm như vậy đó, nó có những cái đặc, nó có ba cái đặc tính. Một là tâm không có bị nhiễm, tâm đó không có bị nhiễm, không có. Thứ hai nữa là tâm không có nóng nảy. Thứ ba nữa là lúc đó không có u mê. Trong trường hợp này chúng ta gọi là lúc cái tâm chánh niệm đó là vô tham, vô sân, vô si thì được. Nhưng mà chúng ta nói lúc đó, đó là tâm tôi xả nghi, tâm tôi có từ hòa và tâm tôi có trí tuệ, thì trong trường hợp này có trí tuệ thì người ta có thể
miễn cưỡng mà ta chấp nhận được, nhưng mà nói đang trong lúc ngủ giật mình thức giấc mà chánh niệm với hơi thở ra hơi thở vào mà nói là tâm xả ly thì người ta cũng hiểu hết. Hay là lúc vừa thức dậy chánh niệm với hơi thở ra hơi thở vào nói tâm từ hòa thì cái chỗ đó người ta không hiểu gì hết. Cho nên những cái từ mà xả ly từ hòa, chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta sẽ một góc cạnh nào đó thì được, chứ không thể dùng để thay thế cho vô tham, vô sân và vô si. Chúng tôi xin được trả câu hỏi của thượng tọa giờ đã vừa lên Nam Mô Bổn Thầy. Sao thưa cái trường thưa tòa tự sư, mà thưa tòa tự sư sẵn thưa tòa đang ở trước máy đó, thưa tòa quan hỷ nói rõ thêm một điều mà ở trong 10 điều thì chúng ta thấy có hai cặp đó. Một đó là một cặp đó là yoniso manasikara và yoniso manasikara, tức là khéo tác ý và không khéo, hay là chánh tư niệm hay là không chánh tư niệm, như lý tác ý và không như lý tác ý. Nhưng mà có một cái từ khác gọi là samapanititang và Michapanititang. Samapanititang á, ngài thực sự có khi dịch là lập trường chân chánh, hay là ở đây dịch là chánh hướng. Thì cái sự việc xảy ra, ở trong một sự việc xảy ra mà có cả hai cái, có cả ba thứ là Bosi và Yodisomanasikara và Samapanititang ở trên một sự việc xảy ra, thì tự tổ phân biệt như thế nào, cái góc cạnh nào, cái phương diện nào gọi là Bosi, phương diện nào gọi là khéo tác ý, phương diện nào gọi là chân chánh, là chánh hướng. Xin thỉnh thưa tổ Hoan Hỷ giải thích rõ về điểm này, kính thưa thưa tổ. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, mặc dù vô si với Yodiso Mariskara khéo tác ý, cả hai cái thuật ngữ đều xuất phát từ một chi phần được gọi là trí tuệ, xuất phát từ chi pháp gốc của nó là sở trí tuệ hết. Nhưng mà vô si thì được dùng để chỉ cho cái đặc tính của tâm sáng suốt, đặc tính của tâm sáng suốt. Nhưng mà cái chữ khéo tác ý đó thì chính do cái sự nỗ lực ở bên ngoài, cái sự nỗ lực ở bên ngoài. Không bằng trí tuệ nhưng mà nỗ lực bên ngoài. Chúng ta lấy cái ví dụ như thế này. Một cái loại trái cây chín. Trái cây khi chín thì nó ngọt. Cái bản chất của nó là đã ngọt, không cần ai trộn đường vô trong đó. Chúng ta phải hiểu gì, bản chất nó đã ngọt. Nhưng mà một cái ly nước, một ly cà phê chẳng hạn, cái chuyện mà cái ly cà phê đó ngọt hay là thiếu ngọt đó, đó là do cái sự khuấy của cái người dùng. Người dùng nó họ muốn uống cà phê đắng thì ít ngọt thì họ bỏ ít đường chút. Mà có người họ không uống đắng quen, họ thích uống cà phê ngọt như cà phê đá mà bỏ đường ít quá đó, bỏ nước đá vào thì nó một hồi nó lạ đi,
Cho nên người ta khuấy cà phê, người ta phải đường để đường cho nó ngọt đậm, rồi bỏ nước đá vào một hồi thì nó lại vừa uống. Cho nên cái ngọt của một cái trái cây, chứ cái mía chẳng hạn, chúng ta nói như cái mía, cái ngọt đó là cái ngọt, tính ngọt của cái thảo mộc, tính ngọt của thảo mộc, giống như là cái tâm thiện hợp trí mà nó có tính vô si vậy đó, nó có tính vô si, tính trí tuệ. Còn cái sự khéo tác ý là như thế này, thí dụ như ngày, thí dụ như công tử Rê Qua Tát là em của ngài Xá Lợi Phất, em út ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất, mẹ của ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng mình có 5 người con, 3 trai 2 gái, bây giờ đi xuất gia rồi, bây giờ chỉ còn có thằng con trai út là Rê Qua Tát, nếu đi xuất gia nữa thì gia sản này ai giữ? Do đó cho nên bà giữ chân nó lại, đến năm 16 tuổi thì đi cưới vợ cho cậu ấm trai út, và chọn một cái cô tiểu thơ danh giá, bởi vì nhà của ngài Sa Phật là thuộc dạng giai cấp và luôn, cho nên cũng là giai cấp cao trong xã hội, chọn một cô gái tuyệt đẹp để làm siêu lòng cái chàng Rê Qua Tát. Nhưng mà đến cái ngày đám cưới, trong cái lễ mà lễ tân hôn thì cái tục lệ người ta sẽ tuyển chọn ra một người ở trong tộc lớn tuổi, còn đủ đôi đủ bạn để cầm cái bình nước mà rưới nước phúc chúc cho đôi tân hôn. Lúc đó bài của chàng Rê Qua Tát được cử là cái người bị bà còn đủ đôi đủ bạn, mà bà cũng lớn tuổi rồi, 80 tuổi. Thì trong lúc mà bà đang run rẩy cầm cái bình chúc phúc cho cháu, thì lúc đó công tử Rê Qua Tát mới nhìn kia là bà ngoại già nua, da mặt nhăn nheo, tóc bạc, lưng hơi khòm, răng thì rụng gần hết, xấu xí. Còn ở đây là cô vợ, cái cô tiểu thơ trẻ đẹp nõn nà, tóc đen nhánh, mặt đôi mắt long lanh, vân vân. Cái chàng Rê Qua Tát của tám mới suy nghĩ thật là đáng chán, chắc có lẽ là ngày xưa bà ngoại ta cũng là một thời cô gái cũng đẹp lắm, nhưng mà bây giờ thời gian tuổi già nó làm phai nhạt màu da, nó tàn phá nhan sắc như thế, sắc đẹp của cái cô tiểu thơ này rồi đây cũng bị thôi. Lúc đó Rê Qua Tát không còn có sự tha thiết gì với cái người vợ mới cưới, cho nên chàng quyết tâm mới suy nghĩ rằng anh trai của ta và các anh chị của ta đã xuất gia, nay ta cũng hãy xuất gia. Trên đường đi cũng giả bộ giống như là mình bị đau bụng, chục bụng, cứ đi chút đồ xuống xe, đi chút đồ xuống xe, vô rừng vô rậm riết rồi cái anh ta nói thôi mọi người về trước đi, anh ta thủng thẳng về sau. Thì anh ta chạy tuốt vô trong rừng gặp các vị tỳ kheo xin xuất gia. Các vị tỳ kheo nói rằng là trong pháp luật này Đức Phật, Đức Thế Tôn đã quy định là một người mà chưa có cha mẹ cho phép hay chưa có người bảo hộ cho phép thì chúng tỳ kheo không có cho xuất gia, hãy đi về nhà xin phép cha mẹ hay là cái người
bảo hộ đi. Thì lúc đó cụ Đức Bồ Tát cứ năn nỉ giết mà hồi. Cụ ta nói rằng vì cụ ta thấy các anh các chị mình đi xuất gia cho nên cụ ta muốn đi con đường đó chứ không có đi nhà. Hỏi anh chị xuất gia của công tử là ai? Nói là trưởng lão Sariputta là anh cả. Ồ, chư tỳ kheo nghe như vậy, chư tỳ kheo rất là hoan hỷ. Bởi vì ngài Sariputta này có dặn trước, em trai tôi mà có đi, nó có bỏ nhà đi xuất gia thì tôi cho phép, bởi vì thân phụ tôi đã qua đời, bây giờ tôi là quyền huynh thế phụ gì đó. Cái chư tăng cho phép xuất gia, thì ngài Đức Phật xuất gia không bao lâu ngài chứng A La Hán. Thì thưa quý vị, cũng là cái nhìn, nhưng mà thay vì một người mà không có khép thắt ý đó, thì họ nhìn vào ngoại, họ chán bao nhiêu thì họ nhìn cái cô dâu, cái vị hôn thê mới cưới đó trẻ đẹp vậy thì họ càng thích bao nhiêu, họ đắm say bấy nhiêu. Nhưng mà đằng này riêng quá tá thì khác, khó có sự so sánh. Gian sắc này rồi đây cũng thế kia cũng vậy thôi, rồi khởi lên cái tâm chán rồi đi xuất gia, thì cái đó được gọi là khéo tác ý. Yoniso manasikara là như vậy. Cho nên ở cái chỗ này đó, chúng ta phải hiểu khi mà nói amoha là oxy là cái đặc tính ở trong cái tâm đó. Nhưng mà bình thường trong đời sống bình dân của chúng ta, khi mà chúng ta muốn hướng tâm đến cái chuyện thiện đó, là chúng ta gặp cái cảnh đó dầu cảnh xấu gì chúng ta cũng phải có cái sự khéo tác ý mới được. Tức là chúng ta phải suy nghĩ một cách tích cực ở cái khía cạnh nào đó để cho tâm thiện phát sinh, thì như vậy gọi là cái sự khéo tác ý. Chúng ta phải hiểu như thế. Còn cái vấn đề mà ở đây cái cụm từ Yoniso Manasikara và Sammapanihitam, chúng ta cũng nói thêm hai cặp này. Hồi nãy thì chúng ta nói hai cặp là Amoha và Yoniso Manasikara đều là sở hữu trí tuệ, nhưng nó khác nhau ở chỗ nào? Còn bây giờ thì chúng ta nói rằng Yoniso Manasikara với Sammapanihitam là tự lập trường chân chánh. Thì hai cái này chúng ta nghe qua chúng ta thấy, hồi nếu gặp cái sự kiện mình khác thắc ý, cái đó mình cũng có lập trường chân chánh. Nhưng không, thưa quý vị, nó khác nhau. Khi chúng ta gặp cảnh đó, chúng ta giới hạn trong cái đối tượng đó, chúng ta phải suy nghĩ, suy xét về cái đối tượng như thế nào để mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện, thì cái đó được gọi là lúc bây giờ gọi là khéo tác ý. Nhưng trong đời sống bình nhật của một người, do ảnh hưởng cái thường cận y duyên ở quá khứ, cho nên người này họ luôn luôn họ sống với cái khuynh hướng tốt, tức là khuynh hướng chân chánh, tức là cái đời sống của họ, họ không thích cái việc ác, họ không thích nói dối, mà họ chỉ thích nói lời chân thật thôi. Họ không thích giận dữ, mà họ chỉ thích vui cười cởi mở. Thì như vậy cái đó được gọi là một người có cái khuynh hướng về khuynh hướng thực chất. Thì ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật này cũng có dạy cái câu là cái câu mà đi xôi xăng cái di ra đó, kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà mít cha cái đi tăng cái tăng xây ấy. Gọi là pa pi vô năng ta tô ca rê, tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Một câu khác, mẹ cha và bà con không ai làm gì hơn, không bằng tâm hướng chánh samma panihitam tăng say di so năng tato kare, không bằng tâm hướng chánh khiến sở hành tốt đẹp. Nghĩa là bây giờ
một điều như là e vui, hạnh phúc. Cái sự e vui nội tâm trên già, cha mẹ không có cho mình được, không có cho con cái cái sự an vui đó được, mà chỉ có người con tự mình hướng chánh thì mới được sự an vui đó. Rồi cái quả mà sanh thiên, sanh về cõi trời cho mỗi người, cái này cha mẹ, bà con không ai có thể dẫn dắt mình đi đến cõi trời hay cõi người được, mà chính do cái tâm, cái đời sống tâm hướng chánh thì mới làm được việc đó. Rồi đạo quả giải thoát, cha mẹ và con không có ai làm gì hơn, mà chính do cái tâm hướng chánh thì mới được. Như cậu Ca Lá, con trai của ông Cốc Cô Độc, con trai Út á, cũng Út nữa, ông Cốc Cô Độc ở nhà mấy đứa con gái thì đắc quả tu được quần Tư Đà Hàm, ông ta cũng tu được quần rồi. Đứa con trai thì nó lêu lỏng, nãy con nhà vợ đi chơi không, ông ta bỏ tiền mướn. Bây giờ con đi mỗi ngày đi vào chùa đảnh lễ Phật, đảnh lễ Đức Thế Tôn, về cha sẽ thưởng cho con cứ là 500 đồng cát ba đá. Rồi một lâu ngày ông ta mới tăng lên. Bây giờ nếu con vào chùa mà con giữ được 5 giới thì cha sẽ thưởng cho con thêm tiền vậy vậy. Anh ta cũng đi đến để mà thọ giới. Một ngày kia ông Cốc Cô Độc nói rằng bây giờ con đi đến, con nghe Pháp, hãy con nghe được một câu Đức Thế Tôn nói mà con hiểu được, con vậy nói lại cho cha nghe đàng hoàng ấy, đúng Pháp ấy, thì cha thưởng con 1.000 đồng cát bạch đá. Cậu con trai cũng ham tiền lắm, cha đưa cái treo giải thưởng về, người ta hăm hở đi đến đó cố gắng nghe để Phật thuyết, để nhớ được câu. Người ta không chờ nghe đến hết thời Pháp, nghe được câu, nhớ được câu thôi cũng được. Câu với cậu ta đến vậy, Đức Phật Ngài dùng thần thông làm cho cậu ta vừa đứng dậy, cái cậu ta quên hết. Quên cái cậu ta mới ngồi xuống, ráng nhớ một câu nữa. Rồi đứng dậy cũng quên. 3 lần như vậy, đến lần thứ 4 cậu ta mới suy nghĩ, mệt quá, thôi bây giờ không cần nữa, không cần tiền bạc gì hết, ngồi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Người ta lắng nghe như vậy thì Đức Thế Tôn biết được cái duyên lành của người ta. Ngài đã nhấn mạnh sắc tấn khích lệ một pháp tương ứng với cái trình độ của ta, căn cơ của ta. Người ta chiến tu được quần, khi mà cậu Ca Lá chiến tu được quần rồi đó thì đi về nhà không dám gặp mặt cha, bẽn lẽn lắm. Người cha lấy làm lạ, bữa nay thái độ con cũng lạ. Thì cậu Ca Lá mới báo với cha, con đã tỉnh Đức Phật và chúng thì kheo về nhà trai tăng rồi, ngày mai cha ngồi chuẩn bị dịch tiếp. Bình thường cậu Ca Lá trong những cái ngày lễ trai tăng có Đức Phật chứng minh thì cậu ta cũng cho có mặt, cho có lễ hay là bỏ lãng lãng gì chỗ khác chứ không có dự. Bữa nay chính cậu ta là người thỉnh Đức Phật về trai tăng thì thật là đáng mừng. Đến trình sáng hôm sau Đức Phật đi đến, ông Cốc Cô Độc ông cũng chuẩn bị một túi tiền 1.000 đồng cát ba ná để thưởng cho đứa con trai. Nhưng mà kêu đứa con trai ra thì nó mắc cỡ, nói xin cha đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Thì ông giả vờ như là ngạc nhiên, tại sao thường ngày ông thích tiền bữa nay ông thích. Thì Đức Phật mới đỡ lời, trong khóc của kinh Đức Phật Ngài bởi thuyết cái câu đó, là cái quả vị tu được đó mà cậu Ca Lá chứng đắc á, cái quả vị đó thù thắng hơn là cái ngôi vị chuyển lưu vương nữa, thù thắng hơn là vua quốc độ, thù thắng hơn là ngai vàng đế thích. Thì thưa quý vị, cha mẹ không có thể nào làm gì được, chỉ có khi mà cái tâm hướng chánh đó thì mới làm được việc đó thôi, tức là đắc đạo quả. Cho nên ở đây đó, chúng ta cũng nên hiểu rằng là trường hợp chúng ta gặp cảnh đó, thí dụ bây giờ chúng ta nghe người ta chửi mắng rồi chúng ta khét tắc ý, như là ngày Phu Nát chẳng hạn, ngày xin Đức Phật cho về xí xuống Na Ba Đông Ta
để hành đạo. Đức Phật nghe hỏi rằng cái xứ đó dân chúng hung dữ tà kiến lắm, nếu họ mắng chửi ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ họ tốt, cũng họ tốt, họ chỉ mắng chửi không đánh đập. Đức Phật hỏi rằng nếu như họ đánh đập ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ cũng tốt, vì họ chỉ đánh đập chứ họ không có giết không. Đức Phật nói nếu như mà người ta đem vũ khí đến mà người ta hăm dọa giết ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ thân xác này đáng chán, có nhiều người họ nhàm chán, họ tuyệt vọng mà họ tìm cách họ tự sát. Nay con không tìm con dao để tự sát, mà có người họ ban cho mình cái chết cũng được, không sao. Đức Thế Tôn khen ngợi một người có đầy đủ cái đức tánh nhẫn nại được nghiêm tịnh như vậy đó, thì có thể đi đến đó hành đạo được. Quả thật vậy. Chỉ trong 3 tháng hạ, Ngài đã thu phục dân xứ Sunavanta và Ngài đã chứng quả Arahant. Thì ở đây đó, khi gặp người ta mắng chửi hay người ta đánh đập, mà vị đó suy nghĩ bằng cách nào để cho cái tâm không giận, không sân, không bực bội, không oán trái, không oán thù, thì như vậy gọi là kẻ tắc ý. Còn cái đời sống bình thường của người đó, họ giữ cái, họ giữ được cái nề nếp đạo đức hiền thiện, thì cái đó được gọi là lập trường chân chánh. Chúng ta phải hiểu từ ngữ học có đôi khi đó, chúng ta nghe thoáng qua chúng ta nghĩ ồ cái khía cạnh này sau nó cũng trùng với nhau, thì như không suy xét kỹ chúng ta sẽ thấy Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài vận dụng cái từ ngữ đó gọi là văn nghĩa của túc, sắc thăng sắc dân chân năng paripun năng, văn nghĩa của túc. Ngài dùng là Ngài dùng cái từ đó ở chỗ đó là có vấn đề chứ không phải là không có vấn đề, có tác dụng lớn thưa quý vị. Cho nên chúng ta phân biệt những từ ngữ nó khác nhau như thế. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu hỏi này. Ồ, hôm nay chúng tôi làm phiền quý vị quá nhiều thời gian, còn có 12 phút nữa thôi. Xin thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại. Sa thú kính trân thưa tọa giáo sư. Thưa quý vị, với những gì mà thưa tọa giáo sư trình bày đó, thì chúng ta thấy rằng đôi khi trong việc học Phật, học Phật pháp thì nó có những cái sự tinh tế nằm ở trong đường tơ cả tóc thôi, nhưng mà rất là khác biệt. Chúng tôi sẽ tóm lại những điều thì tôi sư giảng đó để chúng ta quý vị nhớ, đó là khi mà chúng ta nói về vô sinh thì chúng ta nói về sự sáng suốt. Ví dụ như gặp cái trường hợp phải ứng xử mà chúng ta không có say rượu, tâm của chúng ta không có say xưa, chúng ta không có buồn ngủ, hay là chúng ta không có bị hoang mang, bị sợ hãi, bị nghi hoặc, thì cái trạng đó chúng ta gọi là vô sinh. Nhưng mà khi mà nói đến một người mà gặp một sự việc mà nhìn trên phương diện tích cực, chúng ta nói nhìn theo cách tích cực, thì cái đó gọi là yonisomanasikara, gọi là chánh tư niệm hay là duy lý tác ý. Cái nhìn tích cực là như thế nào? Ví dụ mình gặp một người mà họ nhìn mình mà họ buồn vã, và bây giờ họ nhìn mình, họ không nói gì hết. Thay vì mình về mình giận, mình nói ồ cái bà đó, ông đó, ông gặp tôi, ông nhìn tôi bất hận, hận thù. Thì khi nào mà có ai mà họ nhìn mình mà họ nhìn bất hận thù, thì mình nghĩ rằng nếu mình bắt chước Ngài Buddha đấy, Ngài Buddha nói, nếu mà chúng tôi nghĩ là trong trường hợp Ngài Buddha thì nghĩ là lẽ ra họ chửi mình đấy, nhưng mà họ chưa chửi mình là họ còn tốt lắm. Dạ, chưa chửi, họ gặp mình họ mới, họ giận, họ nhìn mình thôi. Chứ mình khoan nghĩ rằng tại sao họ nhìn mình sẽ im lặng. Con người mình nó có tật đẩy cây thế quý vị. Hễ người ta im lặng với mình thì mình cũng trách móc, mà người ta lên tới nó chửi mình, đó là ông đó, bà đó, chị đó, nếu không thích tính đi, cái này không thích tôi còn chửi tôi nữa. Nhưng mà mình nhìn lại cách khác là ai chửi mình, ai im lặng với mình thì mình đừng trách móc, mình nghĩ rằng lẽ ra họ chửi mình, và nếu họ chửi mình mình nghĩ rằng họ còn tốt lắm, họ chưa đánh mình. Còn cái sau cùng mà gọi là chánh hướng đó, thì nó có cái câu mà trong tiếng Việt mình nó rất là gần với cái gọi là dế rách cũng phải giữ lấy lề. Dạ, dế rách cũng phải giữ lấy lề, tức là ở trong cái trường hợp mà mình thí dụ như có những trường hợp mà mình phiền lắm, mà mình giận lắm, nhưng mà mình có cái nguyên tắc của mình, mình có nguyên tắc,
Chúng tôi nhớ rằng trong cuộc đời chúng tôi có những lúc mà có những cái va chạm lớn trong việc giáo hội đó, thì báo chí họ đến, họ muốn khai thác, họ muốn biết là bên kia, cái bên đối lập với chúng tôi đó, là họ có những cái xấu nào, họ có những tệ hại nào. Nhưng mà chúng tôi từ chối, chúng tôi không nói, tại vì cái quan điểm của chúng tôi như vậy là mình bôi mặt, mình nói xấu nhau đó, thì không phải là xấu bên kia, mà tốt lá, tốt nem, tốt chị, tốt em, và đem nói xấu với nhau thì xấu cả Phật giáo hết. Tại chúng tôi thà chấp nhận bị người ta chửi hơn là đem ra mình bêu xấu với nhau hết. Thì thưa quý vị, đời sống chúng ta nó phải có một cái gọi là giữ lấy lệ. Trong trường hợp tệ lắm mà mình phải cũng có cái gì mình giữ lại, chứ mình không thể nào mà mình gọi là mình xả láng hết, tức là cái gì mình cũng buông hết. Quý vị thấy như là một con voi đến gần vị Phật độc giác, và lúc đó thì mỗi khi thì cái vị mặc y đó là vị Phật độc giác, nhưng bữa nay độc giác đi tắm rồi, thì một người thợ săn họ lấy cái y, họ ăn trộm cái y, họ trùm lên, ngồi đó con voi đến gần á, thì ngay lập tức người thợ săn họ lấy cái lao, họ phóng ra đâm voi bị thương. Thì lúc voi bị thương nó giận lắm, định giết cái người thợ săn đó, nhưng mà nó chợt thấy ở trên mình vì người thầy rằng có chiếc y vì Phật độc giác, mình rất là kính vì Phật độc giác, thì nó bỏ đi, tại vì nó nghĩ rằng nó có thể quật người thợ săn đó, nhưng mà nó không muốn là nó giày xéo chiếc y mà nó tôn kính. Thì như vậy đó, mình gọi là biết dằn lại, giấy rách phải giữ lấy lề, tức là ít nhất là mình còn có cái nguyên tắc nào đó mình giữ lại, cái đó gọi là samapanitita. Cái đó mình phải hiểu, tức là ở trong hoàn cảnh nào đi nữa thì mình cũng còn có cái gì đó. Giống như chúng tôi đi tu, đôi khi gặp những trường hợp mà bất bình, mình có thể lên tiếng nặng nề, nhưng mà mình nhớ là mình cạo đầu, mình mặc y, mình mang pháp phục của một vị tu sĩ đệ tử Phật, mà mình sân si thật ra coi đó có phải, thì đó là chúng ta gọi là samapanitita. Và ít nhất là mình còn phải giữ lại cái gì đó, và phải giữ lại cái gì đó. Thì chúng tôi thưa quý vị rằng nó khác nhau trong đường tơ cả tóc thôi. Nhưng mà như vậy, chúng ta nên nhớ cái câu Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, thì khổ não sẽ theo sau, như xe theo chân con vật kéo. Thì cái tâm ô nhiễm ở đây Đức Phật này dạy có 5 điều. Đó là sự ham muốn, sự nóng nảy. Chúng tôi lấy ví dụ là mình quyết định chuyện gì đó, mà trong trường hợp đó là có cái sự ham danh, ham lợi, hay có hậu ý, có phụ lợi gì đó, có sự ham muốn. Hay là mình làm với tâm sân hận, với cái tâm hận thù, đó là có sân. Hay là với tâm mê mờ, tức là có si. Và với cái nhìn tiêu cực, cái này mình không để ý, mình rất là dễ có cái nhìn tiêu cực, gọi là ayonisomanasikara. Và có một điểm là có một cái tà hướng, tức là không có chánh hướng ở đây được chỉ cho một người mà có một cái mục đích sau cùng, mà mục đích sau cùng nó không có đẹp. Thì nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, thì khổ não sẽ theo sau, như xe theo chân con vật kéo. Nhưng mà nếu chúng ta đọc lại câu Kinh Pháp Cú Đức Phật, đó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Cái nếu với tâm thanh tịnh ở đây, tức là đó là vô tham, vô sân, vô si, chánh tư niệm và chánh hướng. Những cái này nó có lợi cho đời sống của chúng ta, thưa quý vị. Cái nhân, cái duyên, mà cái hê tú bát chánh giá, mà cái gốc đó, nó là tự tâm của chúng ta. Chúng ta đọc kỹ câu Kinh Pháp Cú thì đó là nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Rất cái việc chính của chúng ta là mình chịu khó thường xuyên dùng cái chánh niệm của mình để mình hiểu cái trạng thái tâm của mình. Cũng việc đó đó, mà khi mình quyết định bằng cái lòng, nó có dự phần lòng tham này, có phải coi chừng. Mà với cái tâm mà vô tham thì đó là chuyện tốt. Có những việc đó xảy ra mà mình xử việc với cái tâm sân, đó là chuyện khác, mà với tâm vô sân là khác. Với tâm si khác, mà tâm vô si là khác. Với chánh viên niệm là khác, mà với duy lý tác ý là khác, mà với không duy lý tác ý là khác, mà với chánh hướng là khác, mà với tà hướng là khác. Những cái điều này đó, nó đôi khi nó khó lắm, nằm trong đường tơ cả tóc thôi. Thường thường mình quyết định chuyện gì đó,
là mình hay nghĩ người khác nghĩ sao về mình. Nhưng mà người khác nghĩ sao về mình đó, đôi khi không chính xác đâu. Không ai mà người ta nói dò sông, dò biển dễ dò. Nào ai lý thuyết mà đo lòng người. Đó mình phải tự biết lấy. Mình phải tự biết lấy là ở trong 10 pháp mà Đức Phật dạy đêm, cái 5 pháp đầu và 5 pháp sau, cái nào là cái mà nó thực sự, nó là cái động lực chính. Cái nào cái thực sự nó chi phối. Cái nào là cái tâm thái của mình. Dạ. Cái nào là cái mà thực sự là cái trạng thái tâm của mình khi mình hành động. Cái đó mình biết, không ai biết cho mình hết. Không ai biết cho mình hết. À, có nhiều người thứ việc một cái hành động bên ngoài rất là đẹp, nhưng đằng sau đó là âm mưu, đằng sau đó là hậu ý, đằng sau đó là những cái bất chánh tư niệm. Và đối với chúng ta là một người học Phật đó, thì chúng ta phải cảm kích một điều rằng Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng ta kỹ lắm, và Ngài dạy chúng ta rõ. Đức Phật Ngài không phải là người nói mơ hồ đâu, Ngài dạy rất là rõ ràng. Và một lần nữa đó, khi mà nói về nghiệp, nói về tạo nghiệp, nói về cái sự chuyện mà xảy ra do nghiệp đó, thì Đức Phật Ngài luôn luôn nhấn là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Và chúng ta hỏi tâm dẫn đầu các pháp là thế nào, tâm làm chủ tâm tạo tác thế nào, thì chúng ta đọc vào bài kinh hôm nay thì chúng ta thấy rõ ràng đây là 10 pháp. Và 10 pháp đó, dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Thì thưa quý vị, ở trong cái cuộc sống này khó có dùng cái sự phê phán của người khác để có thể gọi đó là tốt xấu. Chúng ta thường thích nghe lời phê phán của người khác, nhưng mà chính thật ra chúng ta phải hiểu. Và Đức Phật này cho chúng ta một cái bản hướng dẫn rất là cụ thể. Chúng ta cần hiểu rõ những sự hướng dẫn này. Và rất là mong rằng với những điều mà chúng ta bàn ngày hôm nay, đặc biệt là những cái phân tích của Thượng Tọa Thầy Siêu đó, sẽ cho chúng quý vị Phật tử chúng luôn thấy được những cái điểm rất là tế nhị trong Phật học. Và những điểm đó nếu chúng ta có phân biệt rõ ràng đó, thì nó rất có lợi khi mà chúng ta đọc xong những bài kinh khác. Và đôi khi quý vị đừng nghĩ rằng tại sao mà Chư Tăng có vẻ đặt nặng về từ ngữ. Ở đây không phải là một lớp học về ngôn ngữ, và chúng tôi biết đây không phải là một lớp học về ngôn ngữ, nhưng mà cái thế giới của Phật học, thưa quý vị, đặc biệt là Đức Phật ngày giảng rất là và nếu chúng ta nắm rõ ý nghĩa của những từ vựng đó, thì chúng ta sẽ rất là hoan hỷ khi chúng ta đọc nhiều bài kinh. Thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddhadhamma. Kính triêng chư vị giảng sư đã vào room thuyết giảng. Kính đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Buddhaya. Sa thuốc lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ấu Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết chương lành thoát, nguyện hồi hướng.